Em chọn em quay cho anh hai cây nữa để anh lựa chọn. Đây ạ. Cái cây này cũng thế ạ, rất to luôn. Cái này nó cùng một lứa thôi anh ạ. Gốc nó cũng tầm hơn 2 cm và thoát được khoảng tầm chắc 7 phân. Chiều cao của cây này thì tầm nếu mà tính cả cái ngồng ngồng cái này thì nó phải tầm mét, còn nếu tính đến đây chắc tầm 80 phân. Cây to lắm anh ạ. Nhưng mà hai cái cây này sẽ không to bằng cái cây đầu tiên em chọn được. Thế còn cái cây này nữa, cây này nó dáng nó sẽ thuôn gọn hơn. Nó không to xòe ra như các cây kia mà nó sẽ ngọc dài. Gốc của nó cũng thế ạ. Nụ hoa thì rất đẹp luôn anh ơi. Căng tròn mà kiểu dạng như không bị lụ chùm ý. Đấy. Anh ưng cây nào thì anh báo em ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua trà thâm hồng bát diện nhé. Đây là cái bông hoa của nó đấy ạ. Đây, những cái cây này nó nở sớm. Nở trước rồi. Cái này là nó cũng mới nở thôi chứ bông hoa nó chưa căng. Còn nó mà đây là nó nụ nụ bắt đầu nó hé đấy ạ. Còn cái bông hoa mà nó nở căng hơn thì nó sẽ như này. Rất là đẹp luôn ạ. 097 797 3535 bạn ơi.